Hải. Lại là Hải đây. Đây giới thiệu anh em một cái amplifier của God dành cho guitar điện. Đẹp quá. Cái này là cũng như là classic. Ê, có cái chi Veltronic. Đây cái chi Veltronic, cái Vel đó là có bóng đèn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đây chúng ta có một cái bóng đèn. Trời ơi, có bóng đèn giá nhiêu? Dạ, 4.700.000. 4.700.000 giờ bớt giá đi. Dạ thì chắc là phải bớt 20% thôi. 20% nha, bây giờ là về làm tính đó nha. Đây trời ơi, giá 4.700.000 mà có bóng đèn. Ủa mà sao anh thấy mấy cái ampli khác nó ít nút mà sao cái nhiều này nhiều nút mà nhiều đèn nó vậy? Dạ cái ở đây thì chưa, nó có giả lập amp nè. Amp mod. Còn là tóm lại là có đủ thứ ha. Có AC30, cái này mắc tiền lắm nè. Cái Treat, có Deluxe này kia nè, cái Bridge này kia đủ thứ à. Cái User là của mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi, cái này đây có bằng tiếng sẵn luôn ha, mình đạp thông qua Fuzzwick một cái bằng tiếng ha, mình cài sẵn ha. Ở đây có Compress nè, Compressor nè, Chorus Override Distortion ha. Vậy là có pedal, một là có com nè, chorus override distortion, flanger, phaser, tremolo, echo là delay đó, có reverb nè, room nè, spring nè, home plate nè, đúng không? rất là nhiều luôn. Effect, chỉnh này kia. Vậy là mỗi cái này nó sẽ chỉnh được hai thông số nè, value 1, value 2 nè, đúng không? Dạ đúng rồi. Aux in và tai nghe. Aux in là mình cắm vô cái mình chơi với các ban nhạc trên thế giới, rồi tai nghe luôn đúng không? Dạ. Đúng rồi. Cái này công suất 20W nhưng mà nó thiệt là nó khá là lớn nha. Class A với Class AB luôn. Nghe là tùy theo mà mình muốn cái sound đó như thế nào mà nó sẽ Class A, Class AB luôn nha các bạn nha. Chứ mà chủ yếu là bóng đèn là qua đỉnh nữa. Cái màu. Trời ơi, giá này mà có bóng đèn nữa. Vintage. Cái màu khá là vintage. Đằng sau có gì đẹp đặc biệt đâu? Dạ, đằng sau thì chỉ có lỗ cắm adapter có sẵn nha. Rồi. Vậy Veltronic. Model gì ta? Dạ, đây là model VT20X. VT20X. 20% nha. Dòng đến 27 tháng 10 nha các bạn. 27 tháng 10 là hết hạn nha các bạn nha. Hải đẹp trai luôn luôn đáp ứng nhu cầu của quý ông. Đó.